yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Giới thiệu các bác đến giờ cho cho chim ăn. Đấy, quay sát vào, quay sát vào. Quay sát vào, nhìn rõ không? Đấy, đấy, đây là dấp tay vào, dấp nước vào tay để đấy, khởi động hệ thống tiêu hóa này. Đấy, đấy, đấy. Ai bảo chim này không há mồm mà các bác? Đấy, đang ghi hình nhá, trực tiếp truyền hình VT. Cháu gái quay cho chú nhá. Bình thường là chú toàn tự quay. Đấy, chảy rồi, nghĩ diều vừa phải. Đấy, một chú. Đấy, đừng nghĩ, đây lấy tay khoắng này, chơi hẳn cái xin anh bằng đây. Một phát bắn thì được khoảng 2 em. Đấy, đấy, hai chú. Nào, đây chú này nữa. Đấy, tôi có phải vành mồm đâu, không sặc con nào cả, không chết một con nào cả, 100 con. Đấy, loại này sau nuôi mà đẻ thì thôi rồi, 1 năm rồi in ra không biết bao tiền. Đấy, cho lên đây cho nó chơi. Đấy, chơi cho nó rộng chỗ đã, khởi động kìa. Để kiểm tra xem là con nào nó chân móng nó có vấn đề gì thì còn bỏ riêng ra. Các bạn cầm chim các bạn đỡ này này, nó đang no diều, các bạn đừng cầm ôm vào người nó căng diều quá là nó không tốt. Đấy, nâng lên thế, nâng trứng hứng như hứng hoa. Đấy, nó đói thế này, đây. Dùng hai ngón tay hoặc dùng nhúm thế này này, dấp nước này. Nhúm vào đây này. Đấy. Nhưng mà muốn như này các bạn phải bón từ lúc còn mấy ngày tuổi, 7 ngày tuổi. Đấy, đấy nó rúc như kiểu như vào rúc núc vào cổ mẹ nó này. Đấy, nguyên lý của con chim mẹ nó bón là như vậy. Đấy. 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 Thì bây giờ trêu nó một tí thôi để cho nó quen người. Còn nếu con nào mà há mồm, muốn há mồm thì các bạn chỉ đưa cái kẽ tay này, này nó há mồm. Đấy. Đây là video hướng dẫn bón chim cu gáy non này, chi tiết nhất và cụ thể nhất các bạn nhé. Các bạn đăng ký kênh Chim Cu Gáy Hay ở trên YouTube và trên Facebook để luôn luôn là nhận những cái video chia sẻ. Đấy, cho lên. Đấy. Lại dít khoáng lên. Cái này dùng bằng cám pha với thuốc rồi loãng loãng ra cũng được. Ngày cho ăn 2 lần. Đấy. 2 lần, 3 lần cũng được. Nếu như các bạn lưu ý một số cái lưu ý trong quá trình bón, là các bạn kiểm tra con nào mà diều nó cứng á, là nó đang ở cái mức độ là nó thiếu nước để nó tiêu. Các bạn lại phải rít cái phần loãng loãng các bạn. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm.